Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato đang có mặt tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng để thăm lại một công trình mà mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Trọng Hào tại nơi đây. Một công trình nhà vườn mái Thái hình chữ L rất là độc và lạ tại nơi đây. Thì bây giờ sẽ mời mọi người cùng với mình vào bên trong để gặp gỡ lại chủ nhà và xin những chia sẻ của chủ nhà sau khi đã sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Xin mời mọi người ạ. Vâng, xin được giới thiệu với mọi người, ngồi bên cạnh mình đây chính là anh Hào, là chủ đầu tư của công trình này. Thì em xin phép được chào anh ạ. Vâng, thì hôm nay thì cũng được gia đình mình tạo điều kiện cho bọn em có cơ hội quay trở lại thăm lại cái công trình mà bên em đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Hào. Đấy, ở cái khu vực ở đây cũng là cái quê hương của anh đúng không anh? Vâng, thì về đây thì cũng rất là mong là muốn được anh Hào chia sẻ một số cái câu chuyện cũng như là qua cái quá trình mình sử dụng cái dịch vụ thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng như là những cái kỷ niệm của công trình của gia đình mình. Anh Hào ơi, anh xây dựng công trình như thế này mà trong khi anh chị với con thì lại ở trên thành phố, thì anh có cái lý do gì để mình xây dựng công trình này không anh? Nhất là cái đất này là của cụ để lại, thế nào thì về xây lên để chỗ gọi là thờ cúng, thỉnh thoảng đi lại. Thì trong quá trình thì tìm hiểu thì cũng biết đến đơn vị của Kisato, thế là nhiều người sử dụng. Đấy, thì nhiều người sử dụng chắc chắn là chất lượng nó sẽ tương đối tốt rồi. Đấy, thì tìm hiểu hỏi thăm rất nhiều người, thế thì nhờ anh em là thiết kế. Đấy, cũng về đo đạc làm. Thì cũng chia sẻ với mọi người thì tuy là công trình nhà vườn thôi nhưng mà anh cũng đã sử dụng những cái vật liệu mới cho công trình, đó là tấm pa len AAC đúng không anh? Thì mọi người cũng có thể xem qua những cái video mà công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng chia sẻ về những vật liệu mới. Thì có cái những cái ưu điểm gì của vật liệu này như anh biết để mà mình sử dụng cái này nhỉ anh nhỉ? Cái này nó rất là nhẹ. Đấy. Nhẹ đúng không ạ? Rất là nhẹ, nên là nó không bị thấm này. Đấy. Mà thứ nhất nó rất là mát. Vâng. Cách âm cách nhiệt rất là tốt. Cách âm cách nhiệt này, chống thấm cũng rất là tốt này. Ngoài ra thì nó nhẹ nên là cái tải trọng của công trình mình thì nó cũng nhẹ nhàng bớt đi đúng không anh? Nhẹ mà nó một tấm của nó thì nó có mấy chục cân. Vâng. Thì anh có thể chia sẻ với mọi người một công trình cũng quy mô cũng tương đối đầy đủ công năng. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách kết hợp với phòng thờ, rồi một khu vực bếp cũng ăn. Đấy, thì anh chị đầu tư vào đây khoảng bao tiền cho công trình này? Cái này chính xác là thiết kế người ta chọn gói, ta làm là mất khoảng 9 triệu rưỡi một mét. Vâng. Mét là mình là khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Khoảng tỷ 1 tỷ 2. Tỷ 1 tỷ 2 cho công trình nhà chọn gói tất cả điện đóm người cửa tất cả sơn xi. Hay là mình đang sử dụng đây mình tính là tấm pa len đấy. Còn em nghĩ là nếu mà mình xây theo kiểu truyền thống thì nó có thể rẻ hơn đấy. Rẻ nhiều chứ, nếu truyền thống thì chắc chỉ tầm khoảng 7 triệu rất là cùng. Vâng, nó cũng rẻ đi khá nhiều. Thế thì mọi người có thể tham khảo những vật liệu mới. Tuy nhiên nó cũng có nhiều ưu điểm để mà mình cân nhắc mình lựa chọn cái vật liệu này để cho công trình của nhà mình đúng không anh nhỉ? Cái này thì ra thì nếu mà để mà giám sát thì nó không có gì giám sát, nó dựng hết lên nó có gì mà phải. Đúng rồi. Đấy, mọi thứ nó rõ ràng rồi. Đấy, chứ không có nhiều kỹ thuật lắm. Đúng rồi, không gạch rồi không xi măng biếc nó chỉ không loại chất liệu thôi. Dạ dạ vâng. Và đến cái thời điểm hiện tại bây giờ công trình nhà mình cũng đi vào đưa vào sử dụng khoảng 1 năm rồi anh nhỉ? 5 rồi đấy. 1 năm rồi thì đến thời điểm hiện tại bây giờ anh chị thấy hài lòng không? Nó sạch sẽ, đơn giản. Dạ vâng. Thế bọn em cũng rất là cảm ơn anh vì chia sẻ vừa rồi. Thì bọn em cũng cảm ơn anh rất là nhiều vì đã sử dụng dịch vụ thiết kế của công ty bọn em. Cũng về tiện chuyến thăm hôm nay thì cũng chúc sức khỏe đại gia đình mình và anh chị và các cháu cũng như là công việc của anh chị luôn thuận lợi. Đâu sau này lại xây dựng thêm những công trình khác thì bên em lại có cơ hội. Ước gì anh, ước gì làm khoảng 4 cái nữa. Vâng, em xin cảm ơn anh nhá.
Chắc bây giờ em xin phép anh chị mà em quay lại không gian này, không gian sống của gia đình anh. Để giới thiệu mọi người. Em xin phép anh nhá. Và vừa rồi thì các bạn cũng đang nghe những chia sẻ của anh Hào về dịch vụ thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng như là công trình của nhà anh Hào, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người chi tiết hơn về kiến trúc cũng như là cái không gian sống của gia đình ở bên trong cho mọi người. Thì các bạn vừa nghe câu chuyện rồi, thì là anh chị với lại gia đình là ở trên thành phố xây dựng công trình tại quê hương, để thi thoảng có dịp thì anh về thắp hương, cũng là cái nơi thờ cúng của các cụ, rồi cũng là nơi để nghỉ ngơi mỗi khi mà anh chị đi lại về trở về quê hương của mình. Thì công trình là nhà vườn mái Thái nha các bạn, theo cái hình khối là hình chữ L, thì lát sẽ chia sẻ sâu về công năng. Thì khuôn viên đất của gia đình đây thì với tổng diện tích là khoảng gần 1.000 m² nha mọi người, thì bao gồm sân và một ít vườn ở khu vực phía trước, đúng không ạ? Và chủ yếu là cái phần ở phía sau, đó là vườn và ao rất là rộng ở phía sau nha mọi người. Khu vực sân ở phía trước thì cũng đã được đổ bê tông rất là sạch sẽ rồi, đúng không ạ? Và bên mình cũng tư vấn thiết kế dựa trên ý tưởng của anh một công trình. Đấy, các bạn thể thấy cũng tương đối đẹp, độc và lạ, đúng không ạ? Hệ mái Thái với những hệ mái chữ A, khu vực cái cạnh dài của chữ L đây là cái công năng sử dụng để sinh hoạt, và cái phần chữ L nhỏ đây, cái phần đuôi đây chính là khu vực phòng khách kết hợp với phòng thờ của gia đình, và bao quanh là khuôn viên sân vườn và những cái vị trí bồn cây. Các bạn thể thấy vẫn còn những cái phần khoảng cách giữa tường giữa công trình với lại những cái phần tường xung quanh, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi lại xung quanh công trình, và các bạn có thể biết là với cái hệ mái Thái, mái Nhật, chúng ta sẽ có những cái rìa mái. Ví dụ mái Thái sẽ có cái phần rìa mái chéo để làm sao cho là cái phần giọt danh của chúng ta sẽ chảy trong đất nhà chúng ta, tránh ảnh hưởng đến công trình nhà hàng xóm. Thì như các bạn cũng đã biết thì công trình này sử dụng tấm panel AC nha mọi người. Đấy, nên là những cái ưu điểm thì vừa rồi mình đã cùng với lại anh Hào chia sẻ rồi. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo những cái mẫu vật liệu mới này. Thì bây giờ sẽ mời mọi người chúng ta cùng vào bên trong để khám phá cái công năng của công trình này nha. Công trình này thì các bạn có thể thấy là bọn mình cũng tư vấn thiết kế là chúng ta sử dụng cái hệ bậc tam cấp nha mọi người. Với công trình nhà vườn và cái chiều dài của ngôi nhà cũng khá là lớn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cũng cần cái chiều cao của công trình vừa phải thôi, làm sao cho nó phù hợp với lại cái hình khối cũng như là chiều cao tổng thể của công trình. Thì lấy 3 bậc ở đây sẽ là 0,45m nha mọi người. Đấy là so từ cốt sân đến tới cốt của phần nền, và từ cốt của phần nền đến tới cốt của phần trần đây là được tư vấn thiết kế là 4m1 cho mọi người, và cái vị trí đỉnh mái cao nhất là lên tới là 7m5 cho mọi người, thì cũng tương đối, đúng không ạ? Với cái hệ mái Thái này thì cũng sẽ đảm bảo về cái khả năng chống nóng, đúng không ạ, cho mùa hè cho công trình chúng ta được mát mẻ. Và ngoài ra thì cái khả năng thoát nước mưa của hệ mái Thái này cũng rất là siêu việt, rất là nhanh, đúng không ạ? Thì đây chính là cái khu vực sảnh chính của công trình. Thì bên trong sẽ là khu vực phòng thờ, thì cũng sử dụng thêm một đôi cột tròn, đúng không ạ? Đây, tạo lên những cái nét mềm mại cho công trình được uyển chuyển hơn, cũng như là có thêm những cái điểm nhấn cho mọi người. Cái đấu cột hình vuông nhìn rất là xinh xắn, đúng không ạ? Ở phía trước xung quanh đây các bạn thấy là cái phần rèm đây cũng có cái hệ công xôn, cũng như là cũng có một cái hệ lam chạy xung quanh bằng thép sơn tĩnh điện mà anh trồng những cái loại hoa leo ở đây. Sau này nó sẽ lan tỏa ra hết xung quanh cái khu vực mặt tiền công trình. Cái phần góc hình chữ L ở đây bao với lại cái phần sân đây nha mọi người, thì sẽ đẹp hơn, cũng như là thêm cái không gian xanh lại gần công trình của gia đình hơn nha mọi người. Và bên hông đây cũng đã bố trí những cái kệ tủ để giày dép cũng rất là gọn gàng vào khu vực đây, đúng không ạ? Và bạn có thể đi thấy là công trình này cũng đã sử dụng là chủ yếu là cái hệ cửa nhôm kính nha bạn, thì cũng là phong cách mới mẻ nhà vườn. Ngoài ra nếu chúng ta cũng cần sự riêng tư, chúng ta có thể kết hợp thêm rèm, nhưng mà bình thường là cái kính như này cũng đã rất là hạn chế, ví dụ từ bên ngoài chúng ta rất là khó để nhìn vào bên trong nha mọi người. Hệ cửa chính đây là hệ cửa nhôm kính 4 cánh, có thể mở ra mở vào, bên trên là cái đập ô thoáng bằng kính. Hệ cửa sổ cũng là cân xứng đối xứng là theo cái vị trí cửa chính này nha mọi người. Thì khu vực phòng khách của công trình này được tư vấn thiết kế với diện tích là 26m² nha mọi người. Đây, trung tâm là ban thờ gia tiên của gia đình, và phía bên phải đây là bố trí bộ bàn ghế gỗ, đúng không ạ? Để chúng ta có thể ngồi uống nước và chờ, đúng không ạ, thắp hương cho các cụ. Bên cạnh đây là một cái kệ để đồ thờ,
cũng như là thắp hương cho các cụ nha mọi người. Thì khu vực phòng khách kết hợp phòng thờ đây cũng được bố trí thêm những vị trí cửa sổ ra cái hướng sau vườn ao của gia đình. Phần nền cũng được ốp lát rất là sạch sẽ với cái tông màu sáng đúng không ạ? Phần trần đây thì đã được xử lý là trần thạch cao kết hợp đèn downlight chạy xung quanh, và bên trong thì có cái đèn led âm ở bên trong. Trung tâm khu vực phòng khách kết hợp phòng thờ là một vị trí đèn rất là đẹp đúng không ạ? Cũng thêm cái điểm nhấn cho cái không gian của khu vực phòng khách của công trình. Và các bạn, mình chia sẻ với mọi người là công trình này là mình không đổ trần nhá. Đây là toàn bộ là chúng ta là bắn mái cũng như là không đổ trần, và chúng ta xử lý là làm luôn hệ khung là trần thạch cao luôn, thì nó sẽ tối ưu về một phần về kinh phí đúng không ạ? Ok, và tiếp theo phòng ngay bên cạnh đây, ở phía bên phải mình đây, giới thiệu mọi người là một phòng ngủ. Thì đây được tư vấn thiết kế với diện tích là 13m2 mọi người. Thì phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh khép kín rất là gọn gàng ở ngay phía đây đúng không ạ? Một vị trí tủ rất là lớn, giường tủ rất là đầy đủ gọn gàng đúng không ạ? Và có thêm cái vị trí cửa sổ ở bên hông của công trình, đảm bảo là công trình của chúng ta luôn sáng thoáng, và đặc biệt là cái diện tích khuôn viên đất nhà anh rất là nhiều, xung quanh là vườn. Thì chúng ta nhiều cửa sổ thì không gian sẽ thoáng hơn rất là nhiều nha mọi người. Ok, và tiếp theo nếu mà đi theo hành lang của khu vực trục nhà đây, thì các bạn để thấy khu vực hành lang đây cũng rất là rộng đúng không ạ? Có những cái vị trí cửa sổ liên tiếp thì chúng ta lấy thêm ánh sáng vào những cái phòng ban ở chúng ta bố trí ở đây. Thì đây là một phòng ngủ, đây là phòng ngủ của hai của con của gia chủ nha mọi người, cũng được bố trí là giường tầng. Thì phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 11m2. Đây, các gia đình trẻ hoàn toàn có thể tham khảo với cái diện tích 11m2 chúng ta bố trí ở vị trí giường tầng 2 tầng đây. Chúng ta có thể bố trí bàn học đúng không ạ? Bàn làm việc khu vực này thì cũng rất là thoải mái đúng không ạ? Cửa sổ ở bên hông công trình rất là sáng thoáng. Phần nền và phần trần được làm đồng bộ nha mọi người. Đây, một vị trí cửa rất là lớn đây. Đây là cửa 4 cánh sẽ lấy thoáng vào trong khu vực cầu thang ở bên này. Ok, đây là một phòng ngủ nữa. Thì đây cũng là phòng ngủ của con của gia chủ nha mọi người. Thì phòng ngủ này cũng được thiết kế tương tự cái phòng ngủ như bên kia nha mọi người. Nhưng mà hiện tại là cũng chưa sử dụng nhiều, nên là chúng ta cũng đang để những cái đồ mà gia đình ít sử dụng đúng không ạ? Kết hợp đó là cái kho đúng không ạ? Và tiếp theo ngay cạnh cái phòng ngủ vừa rồi là cái khu vực nhà vệ sinh chung kết hợp với lại cái khu vực giặt của gia đình nha mọi người. Thì nhà vệ sinh ở đây được tư vấn thiết kế với diện tích là 3m2, và rất là hợp lý khi chúng ta bố trí một vị trí máy giặt ở ngay vị trí này đúng không ạ? Rất là tiện đúng không ạ? Và nó gọn gàng. Và cuối cùng đó là cái khu vực bếp cộng ăn của gia đình là được thiết kế với diện tích là 15m2 nha mọi người. Đây, đây là cái vị trí được bố trí cái bàn bếp hình chữ L rất là điển hình đúng không ạ? Bên trên là vị trí tủ bếp cũng như là vị trí tủ lạnh rất là gọn gàng. Và ở giữa đây là cái vị trí chúng ta kê bàn ăn, thì với cái diện tích khoảng 15m2 đây chúng ta làm bếp ok rồi đúng không ạ? Vị trí bàn ăn đây chúng ta hoàn toàn thể kê là 8 đến 10 người ngồi cho cái không gian như thế này. Và khu vực của bếp cũng ăn đây cũng đã được ốp lát gạch lên khá là cao để làm sao cho luôn được sạch sẽ đúng không ạ? Thêm những cái vị trí cửa sổ đây, theo cái hướng mái chữ A hình chữ L thì các bạn có thể xem qua là cái thước phim flycam đúng không ạ? Và bên hông đây toàn là những hệ cửa 4 cánh rất là sáng và thoáng cho khu vực bếp ăn này nha mọi người. Đặc biệt là sẽ có một cái lối đi lại đúng không ạ? Chúng ta có thể tiếp cận những khu vực bếp ăn hoặc là những cái phòng ngủ xung quanh đây mà không ảnh hưởng đến cái khu vực phòng khách cũng như phòng thờ đúng không ạ? Chúng ta thêm công năng đi lại cũng như là hình khối tổng thể công trình được hài hòa hơn rất là nhiều nha mọi người. Và vừa rồi thì mọi người cũng đã cùng với mình đi tham quan cái công trình của nhà anh Hào. Thì mình hy vọng đây là một cái mẫu nhà vườn rất là đẹp và độc lạ để mọi người có thể tham khảo cũng như là có thêm những ý tưởng để thiết kế những công trình của gia đình mình. Thì nếu các bạn cũng đang cần một đơn vị tư vấn thiết kế các công trình nhà vườn, nhà phố, các công trình biệt thự thì có thể liên hệ với bọn mình theo số hotline bên dưới để công ty cổ phần kiến trúc Kisato có thể kiến tạo cho mọi người những cái không gian sống đẳng cấp và phù hợp với lại nhu cầu của mỗi gia đình cũng như là phù hợp với lại phong cách cũng như là không gian sống của từng gia đình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của công ty cổ phần kiến trúc Kisato giới thiệu về những cái mẫu nhà đẹp mà công ty bọn mình đã tư vấn thiết kế trên khắp 63 tỉnh thành. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato
là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.